Hôm nay thầy sẽ tiếp tục sửa cho chúng ta đề cương ôn thi học kỳ 2 năm học 21-22 của trường Trung học phổ thông Lương Thế Vinh Cửa Bang. Thì nội dung thầy sửa hôm nay là nội dung tiếp theo nha. Đề cương này được kế thừa từ đề cương giữa kỳ. Cho nên nếu các em xem tiếp cái phần nội dung đề cương giữa kỳ cộng với cái phần này thì thành đề cương học kỳ 2. Câu số 1. Câu nào sau đây khi nói về nguyên nhân của sự thay đổi nhiệt độ của một vật là đúng? Nhiệt độ của một vật giảm là do các nguyên tử phân tử cấu tạo nên vật như thế nào các em này? Chuyển động chậm đi. Đáp án đúng là câu C nha. Câu số 2. Nhiệt độ của một vật không phụ thuộc vào yếu tố nào sau đây? Nhiệt độ của một vật là không phụ thuộc vào yếu tố, đó là khối lượng của vật. Đáp án đúng là câu A nha các em. Câu số 3. Câu nào sau đây khi nói về nội năng là đúng? Nội năng đó là gì các em ạ? Là tổng động năng và thế năng của các phân tử cấu tạo nên vật. Giờ câu A, nội năng là nhiệt lượng thì câu này là sai rồi nha. Câu B, nội năng của vật A lớn hơn nội năng của vật B thì nhiệt độ của vật cũng lớn hơn, là câu này là sai nha. Câu C, nội năng của một vật chỉ thay đổi trong quá trình truyền nhiệt, không thay đổi trong quá trình thực hiện công là sai. Thì chúng ta có nguyên lý của nhiệt động lực học á. Là delta U bằng gì các em ạ? Bằng A cộng V đúng không? Để làm thay đổi nội năng của một vật là chúng ta có hai cách. Một là thực hiện công và hai là truyền nhiệt. Nên câu C cũng sai rồi nha. Và câu D, nội năng là một dạng năng lượng, đúng rồi. Câu số 4. Nội năng của một vật là gì? Câu A là tổng động năng và thế năng của vật là sai, đó là cơ năng. Câu B, tổng động năng và thế năng của các phân tử cấu tạo nên vật. Câu C, tổng nhiệt lượng và cơ năng mà vật nhận được trong quá trình truyền nhiệt và thực hiện công là sai nha các bạn. Và câu D, nhiệt lượng mà vật nhận được trong quá trình truyền nhiệt cũng sai rồi. Câu số 5. Câu nào sau đây khi nói về sự truyền nhiệt và thực hiện công là không đúng? Câu A, thực hiện công là quá trình có lẽ làm thay đổi nội năng của vật, đúng rồi. Câu B, trong thực hiện công có sự chuyển hóa nội năng thành cơ năng và ngược lại. Đúng chưa? Đúng rồi. Câu C, trong truyền nhiệt có sự chuyển động năng từ phân tử này sang phân tử khác, đúng rồi. Và câu D, trong truyền nhiệt có sự chuyển hóa cơ năng sang nội năng và ngược lại, sai rồi nha. Câu số 6. Điều này sau đây là sai khi nói về nội năng. Câu A, nội năng của một vật là một dạng năng lượng bao gồm tổng động năng của các phân tử cấu tạo nên vật và thế năng tương tác giữa chúng. Câu này đúng rồi nha. Câu B, nội năng là đơn vị là joule, đúng rồi. Câu C, nội năng của một vật phụ thuộc vào nhiệt độ và thể tích của vật, đúng các em này, đúng rồi. Nội năng đó là một hàm trạng thái. Hàm này được xác định bởi hai thông số, đó là nhiệt độ và thể tích. Và câu D, nội năng không thể biến đổi được là sai. Chúng ta hoàn toàn có thể làm thay đổi nội năng của vật được nha. Câu 7. Câu nào sau đây khi nói về nhiệt lượng là không đúng? Câu A, nhiệt lượng là số đo độ tăng nội năng của vật trong quá trình truyền nhiệt, đúng rồi. Câu B, một vật lúc nào cũng có nội năng, do đó lúc nào cũng có nhiệt lượng là sai nha các em. Nhiệt lượng đó là nó cho chúng ta biết thông tin về. Đó là cái lượng nhiệt mà truyền trong quá trình truyền nhiệt nha. Cái lượng năng lượng trao đổi trong quá trình truyền nhiệt. Câu C, đơn vị nhiệt lượng cũng là đơn vị của nội năng, đúng rồi, đều đơn vị là joule. Và cuối cùng, nhiệt lượng không phải là nội năng. Đúng rồi. Câu 8. Câu nào sau đây khi nói về nội năng là không đúng? Nội năng là một dạng năng lượng, đúng rồi. Câu B, nội năng có thể chuyển hóa thành các dạng năng lượng khác, đúng rồi. Câu C, nội năng là nhiệt lượng. Câu này là sai nha các em. Và câu D, nội năng của một vật có thể tăng lên hoặc giảm đi. Bài 33, các nguyên lý của nhiệt động lực học. Câu 1, công thức nào sau đây mô tả đúng nguyên lý 1 của nhiệt động lực học? Công thức mô tả đúng là delta U bằng A cộng V. Câu D. Câu số 2. Quy ước về dấu sau đây phù hợp với công thức delta U bằng A cộng V. Đó là câu B nha. Vật nhận công thì A dương và vật nhận nhiệt thì quy dương. Câu số 3.
Với quy ước dấu đúng trong công thức trên thì mô tả không đúng, không đúng nha. Được chưa? Thì ở đây cái phương trình quy tỏa và quy thu là một cái phương trình mà chúng ta hay dùng để làm bài tập, nhưng cái phương trình này sở dĩ nó không đúng là vì lý do vì sao các bạn? Vì quy là chúng ta được xác định bằng MC delta T mà. Nếu đúng ra delta T là bằng T sau trừ T đầu. Mà trong quá trình truyền nhiệt của chúng ta, một anh sẽ có nhiệt độ tăng và một anh sẽ có nhiệt độ giảm. Thì quy tỏa và quy thu thì sẽ có một anh quy dương, một anh quy âm. Cho nên nếu quy tỏa bằng quy thu là nó chỉ bằng nhau về mặt độ lớn thôi. Nên dấu đúng của nó phải thêm dấu trừ nữa. Cho nên phương trình đúng phải là câu C này. Mà câu C đúng thì suy ra câu B cũng đúng này. Và câu D cũng đúng này. Cho nên chỉ có câu A là sai thôi nha các em. Câu 4. Biểu diễn một quá trình biến đổi trạng thái của khí lý tưởng. Hỏi trong quá trình này thì do cái câu này nó thiếu cái hình nên chúng ta không thể chọn được đáp án nha các em. Câu số 5. Khí thực hiện công trong quá trình nào sau đây? Thực hiện công. Đấy. Nhiệt lượng mà khí nhận được lớn hơn độ tăng nội năng. Thì nhiệt lượng mà khí nhận được thì chắc chắn là quy này sẽ mang giá trị dương này. Đúng chưa? Lớn hơn độ tăng nội năng của khí. Như vậy thằng delta U này cũng dương này. Muốn vậy thì thằng A sẽ có hai khả năng. Một là âm, hai là dương. Đúng chưa? Nếu thằng A mà dương thì tốt rồi. Nhưng mà thằng A âm này, khi thực hiện công mà. Vậy A chắc chắn là âm rồi. Và muốn điều này xảy ra thì quy phải như thế nào? Dương nhiều hơn A. Nhá. Như vậy nhiệt lượng mà khí nhận được phải như thế nào? Lớn hơn độ tăng nội năng của khí. Vậy phần quy nó sẽ rất là lớn thì do nó dương mà nó sẽ cộng thêm một phần âm thì nó sẽ ra một cái giá trị dương, nhưng mà dương này bé hơn, cho nên delta U chắc chắn phải bé hơn quy. Nhiệt lượng mà khí nhận được lớn hơn độ tăng nội năng của khí. Câu số 6. Nhiệt độ của một vật không phụ thuộc vào yếu tố nào sau đây? À, nhiệt độ thì không thể phụ thuộc vào khối lượng nữa nha các em. Câu số 7. Câu này là một câu gây tranh cãi rất là nhiều nè. Nếu thực hiện công là 676 joule thì A là bằng âm 676. Trong quá trình đẳng nhiệt, delta U bằng A cộng quy, và khi đẳng nhiệt xảy ra thì delta U là bằng 0. A của chúng ta là âm 676. Thì đây ta rút ra quy của chúng ta là bằng dương 676. Nó nhận nhiệt nha các bạn. Xin lỗi các bạn. Mình nhìn nhầm này. Nếu thực hiện công nha. Tức là chất khí này nhận công nha. A dương nha. Xin lỗi. A dương thì quy phải bằng âm. Đấy. Delta U bằng 0 là chúng ta có đáp án C này. Và đáp án B này. Nhưng chỗ này người ta có cái dấu là quy phẩy nha các bạn. Quy phẩy là nó bằng trừ quy nha. Nó sẽ bằng 676 joule. Cho nên các bạn chọn đáp án B nha. Tuy nhiên trong chương trình của mình không có học quy phẩy nha. Thì đáng lẽ nó đúng là nếu bài này mà người ta xóa cái dấu quy phẩy đây, ta ghi quy, thì các bạn sẽ chọn là quy là bằng 676 joule âm. Nhưng mà do đề bài này nó ghi quy phẩy nha. Cho nên năm này nó hơi gây tranh cãi một chút xíu. Câu số 8. Người ta truyền cho khí trong xi lanh một nhiệt lượng là quy là dương 100 joule. Nhận mà. Khí nở ra thực hiện công cho nên công A sẽ bằng âm 70 joule. Từ đó suy ra độ biến thiên nội năng là bằng A cộng quy. Câu 8 là câu B nha các em. Câu 9. Người ta truyền cho khí trong xi lanh một nhiệt lượng là chất khí này nhận nhiệt nha. Khí nở ra thực hiện công.
Vậy delta U bằng A cộng Y thôi. Đáp án là câu A. Câu 10. Người ta thực hiện công 100 joule để nén khí trong xi lanh. Người ta thực hiện công, tức là chất khí này nhận công cho các em. Nhận là dương. Tính độ biến thiên nội năng, biết khí truyền ra môi trường. Nó truyền ra ngoài môi trường, quy này âm. Tương tự, delta U bằng A cộng quy sẽ bằng 80 joule. Câu B nha các em. Câu số 11. Người ta truyền cho khí trong xi lanh một nhiệt lượng là 200, như vậy chất khí này nhận nha. Khí nở ra và thực hiện công thì công này âm nha. Ở delta U của chúng ta lại bằng A cộng Q. Đáp án đúng là câu D nha các em. Câu 12. Người ta thực hiện công, như vậy chất khí này nhận công nha. Dương 60 kJ. Để đẳng nhiệt thì độ biến thiên nội năng là bằng 0. Vậy từ đó ta suy ra Q sẽ bằng âm 60 kJ. Như vậy đáp án các em chọn của câu này là câu D nha các em. Chương số 7, chất rắn, chất lỏng và sự chuyển thể. Vật nào sau đây không có cấu trúc tinh thể? Đó là chiếc cốc thủy tinh nha các em. Thủy tinh là một vật liệu vô định hình nha. Câu 2. Để phân loại chất rắn theo các cách nào dưới đây là đúng? Gồm có hai loại chất rắn, đó là chất rắn kết tinh và chất rắn vô định hình. Câu B. Câu số 3. Đặc điểm nào sau đây không liên quan đến chất rắn kết tinh? Đối với chất rắn kết tinh thì nó có nhiệt độ nóng chảy không xác định là sai. Nó có nhiệt độ nóng chảy hoàn toàn xác định nha. Câu số 4. Đặc tính nào dưới đây là của chất rắn vô định hình? Chất rắn vô định hình thì nó có tính đặng hướng và nóng chảy ở nhiệt độ không xác định. Câu số 1. Độ nở dài của vật rắn không phụ thuộc vào yếu tố nào sau đây? Độ nở dài của vật rắn delta L sẽ bằng L0 alpha nhân delta T nha các em. Nó sẽ phụ thuộc vào chất liệu của vật rắn là ảnh hưởng đến alpha này. Độ tăng nhiệt độ của vật rắn là ảnh hưởng đến delta T này. Và chiều dài ban đầu của vật rắn là ảnh hưởng đến L0 này. Nó sẽ không phụ thuộc vào tiết diện của vật rắn. Câu đúng là câu B nha các em. Câu số 3. Tại sao trong ngành xây dựng, trong các kết cấu bê tông người ta thường chỉ dùng sắt thép mà không dùng kim loại khác? Thì bê tông đồ thì các bạn lưu ý, để làm nhà cửa, cầu cống thì nó phải chịu tác động của yếu tố nhiệt độ của môi trường rất là mạnh. Chính vì vậy mà cái hệ số nở của bê tông và cái cốt thép bên trong là phải bằng nhau. Để làm gì các em này? Để nó nở đều, để tránh cái tình trạng anh nở nhiều, anh nở ít sẽ làm cho hỏng cái cấu trúc. Như vậy ta chọn câu C là vì độ giãn nở vì nhiệt của sắt và thép xấp xỉ độ giãn nở vì nhiệt của bê tông. Câu số 4. Khi xây cầu, thông thường một đầu cầu người ta cho gối lên các con lăn để mục đích là tránh tác hại của sự giãn nở vì nhiệt, để nó có chỗ nó giãn nở đó nha các em. Câu số 5. Khi nung nóng một vật rắn, điều nào sau đây là đúng? Khi chúng ta nung nóng một vật rắn thì chúng ta sẽ làm cho cái gì các bạn ạ? Thể tích của vật rắn tăng lên thì khối lượng riêng nó sẽ giảm nha. Lý do là M là hằng số nha các em. Câu số 6. Tại sao khi đổ nước vào trong cốc thủy tinh thì cốc thủy tinh hay bị nứt và vỡ? Đặc biệt là nước sôi nha. Thì lý do là thủy tinh nó giãn nở vì nhiệt khá là mạnh. Còn thạch anh thì không bị nứt vỡ, vì thạch anh có hệ số nở khối nhỏ hơn thủy tinh. Câu số 7. Chọn câu sai khi nói về sản sự giãn nở vì nhiệt. Câu A, giữa hai đầu của thanh ray xe lửa bao giờ cũng có một khe hở, đúng rồi, để cho nó có chỗ để giãn nở đó nha các em. Ống dẫn khí hay chất lỏng trên các ống dài phải tạo ra các vòng uốn, đúng rồi. Tôn lợp nhà phải có dạng hình lượng sóng là để tăng khả năng chịu lực này, để thoát nước này và để có chỗ cho tôn nó nở ra nha. Và cuối cùng, đó là sự nở vì nhiệt của vật rắn chỉ có hại là sai. Sự nở vì nhiệt của vật rắn có lợi, ví dụ như ở trong băng kép
trong các hệ thống đóng ngắt mạch tự động ở trong bàn là, bàn ủi, nồi cơm điện đấy, thì đó là ứng dụng có lợi. Câu số 8, chọn câu sai. Hệ số nở dài và hệ số nở khối đều có đơn vị là k mũ trừ 1. Hệ số nở dài là alpha và hệ số nở khối là beta. Đơn vị của nó đều là k mũ trừ 1 nha các em. Câu B, hệ số nở khối của chất rắn lớn hơn hệ số nở khối của chất khí là sai. Chất khí nó sẽ nở tốt hơn rất nhiều so với chất rắn. Đáp án sai là câu B mất rồi. Câu 9, một băng kép gồm có hai lá kim loại thẳng, lá đồng ở dưới, lá thép ở trên, rồi đồng. Ví dụ đây là đồng, thép là sắt đó nha, màu đỏ là sắt đây. Đấy, thành phần chính của thép là sắt mà. Khi bị nung nóng thì như thế nào các bạn? Thì cả hai lá này nó đều giãn nở ra nha. Nhưng vấn đề đặt ra là cái lá nào nó giãn nở nhiều hơn? À, đồng, đồng nó sẽ giãn nở nhiều hơn. Mà khi đồng này nở nhiều hơn, nó sẽ lấn xuống sắt và kết quả là thanh này sẽ bị cong về phía sắt. À, xin lỗi thầy vẽ lộn lộn ngược hình đấy. Được chưa? Ngược 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 lại mới đúng. Xin lỗi rồi. Một băng kép gồm hai lá kim loại thẳng, lá đồng ở dưới, đây màu đỏ là đồng nha, và lá thép ở phía trên. Khi bị nung nóng như thế nào? Đồng nó giãn nở vì nhiệt nhiều hơn, nó sẽ lấn lên sắt nha các bạn, và kết quả là băng kép sẽ cong lên trên vì thép có hệ số nở dài nhỏ hơn đồng. Câu số 10, khi đốt nóng một vành kim loại mỏng và đồng chất thì đường kính trong và đường kính ngoài đều tăng theo tỷ lệ giống nhau. Đáp án đúng là câu 3. Câu số 11, câu số 11, một băng kép được cấu tạo bởi một thanh nhôm và một thanh thép giống hồi nãy nha các bạn. Khi hơi nóng thì như thế nào? À, thanh nhôm và một thanh thép đây, thì chúng ta vẽ hình ra bằng hai màu khác nhau. Nhôm này, đây là một thanh nhôm này, tiếp theo là thanh thép này. Khi hơi nóng thì băng kép sẽ bị cong mặt lội về phía nào? À, tại sao? À, khi chúng ta hơi nóng lên thì rõ ràng nhôm với sắt thì thành phần chính thì nhôm thì nó sẽ nở ra nhiều hơn và nó lấn xuống dưới, như vậy thanh này sẽ bị cong về phía thanh thanh thép. Đáp án đúng là câu C nha các bạn. Câu số 12, đáp án đúng là câu C. Câu số 13, beta là xấp xỉ bằng 3 lần alpha các em. Câu 3. Câu số 14 là câu C. Bài 37, các hiện tượng bề mặt của chất lỏng. Súc căng bề mặt ngoài của chất lỏng sigma là phụ thuộc vào gì? Bản chất của chất lỏng và nhiệt độ của chất lỏng nha các em. Câu D. Câu 2, hiện tượng nào sau đây không liên quan đến lực căng bề mặt của chất lỏng? Đáp án đúng là câu A nha các bạn. Bong bóng xà phòng lơ lửng trong không khí. Câu số 3, phát biểu nào sau đây không đúng khi nói về hệ số căng bề mặt của chất lỏng nha? Câu A, hệ số căng bề mặt phụ thuộc vào bản chất chất lỏng, đúng rồi. Câu C, phụ thuộc vào nhiệt độ, đúng rồi. Câu D, đơn vị của nó là Newton trên mét, đúng rồi. Đáp án đúng là câu B nha các em. Câu 4, chọn phát biểu sai. Câu A, lực căng bề mặt luôn có xu hướng thu hẹp diện tích mặt thoáng của chất lỏng, đúng rồi. Câu B, lực căng mặt
bề mặt đặt lên đường giới hạn thuộc phần chất lỏng là như nào các bạn ạ? Đặt lên đường giới hạn thuộc phần chất lỏng là sai, nó đặt lên vật chứ sao lại thuộc, đúng chưa? Đáp án đúng là câu B. Câu C, lực căng bề mặt phụ thuộc vào bản chất của chất lỏng, đúng rồi. Và câu D, lực căng bề mặt là vuông góc với đường giới hạn, đúng rồi. Câu số 5. Câu nào dưới đây là không đúng khi nói về lực căng bề mặt của chất lỏng? Câu A, lực căng bề mặt tác dụng vào một đoạn đường nhỏ bất kỳ trên bề mặt chất lỏng có phun vuông góc với đoạn đường này và tiếp tuyến với bề mặt chất lỏng, đúng rồi. Câu B, lực căng bề mặt có phun vuông góc với bề mặt chất lỏng là sai, nó có phun tiếp tuyến với bề mặt chất lỏng nha các em. Câu 6, chọn phát biểu sai, lực căng mặt ngoài có gì phun vuông góc với bề mặt của mặt thoáng và tiếp tuyến với đường giới hạn là sai, cái này bị lộn ngược rồi nha các em. Câu 3. Câu 7, chiều của lực căng bề mặt của chất lỏng có tác dụng gì? Làm giảm diện tích mặt thoáng của chất lỏng. Đáp án đúng là câu B nha các em. Câu 8, tại sao chiếc kim khâu ta có thể nổi trên mặt nước khi đặt nằm ngang? À, vì chiếc kim khâu không bị dính ướt nước nha. Câu 8 và câu A nha các em. Chủ yếu đây lực mà giữ cho cái chiếc kim khâu là nó nổi được trên mặt nước, đó là lực căng bề mặt của chất lỏng nha. Còn trọng lượng riêng của kim khâu thì chắc chắn nó sẽ lớn hơn trọng lượng riêng của nước rồi nha. Câu số 9, điều này sau đây là sai khi nói về lực căng bề mặt của chất lỏng. Đáp án sai là câu C, hệ số căng bề mặt sigma không phụ thuộc vào nhiệt độ là sai. Câu 10, các giọt nước rơi ra từ một ống nhỏ giọt, hỏi trường hợp nào giọt nước nặng hơn khi nước nóng hay nước nguội? Đây chúng ta có công thức của ống nhỏ giọt là khối lượng của một giọt nhân g bằng sigma bi d. G là hằng số, sigma bi cũng hằng số rồi. Khi nước nóng hay nước nguội hả? Giờ khi nước nóng là nhiệt độ tăng á, nhiệt độ tăng là như thế nào các bạn hả? Xin lỗi các bạn, là pi d mới là hằng số nha, nhầm. Khi nước nóng nha, khi nước nóng là khi nhiệt độ tăng á, thì hệ số căng bề mặt của chất lỏng sigma sẽ giảm, mà sigma giảm thì m này sẽ giảm. Như vậy giọt nước nào à? Giọt nước nóng nó sẽ như thế nào? Nhẹ hơn. Như vậy câu B, giọt nước nguội nó sẽ nặng hơn. Câu số 11, một vòng nhôm được đặt sao cho đáy của nó tiếp xúc với bề mặt của chất lỏng trong một cái cốc thủy tinh và dính nước hoàn toàn. Đường kính trong và đường kính ngoài của nó là D lớn và D nhỏ. Cho biết hệ số căng bề mặt của nó là sigma, công thức xác định lực căng bề mặt của chất lỏng. Thì trong một khi cái vòng nhôm mà nó tiếp xúc với chất lỏng thì lực căng bề mặt là tính bằng công thức sigma L. Trong L là chiều dài đường bao, gồm có hai đường bao là đường bao trong và đường bao ngoài. Là bi là lớn cộng bi là nhỏ. Đáp án đúng là câu B nha các em. Câu số 12. Một khối gỗ hình lập phương được đặt nổi trên mặt nước. Một khối gỗ mà hình lập phương, tức là hình hộp đó nha các em. Đấy. Và được đặt nổi trên mặt nước nha. Như vậy có nghĩa rằng khối gỗ này có một phần chìm trong mặt nước và một phần như thế nào các em này, nổi trên mặt nước. Và ở đây đề bài nó cho dữ liệu một cái rất là quan trọng, đó là gì? Nước là dính ướt hoàn toàn gỗ, và cũng từ thực tế mà chúng ta thấy được điều đấy. Như vậy nước mà dính ướt hoàn toàn gỗ tức là nước nó sẽ leo lên bề mặt của gỗ, để làm cho cái bề mặt tiếp xúc nó sẽ có dạng vòng lên như thế này. Và lúc này bề mặt nước có xu hướng vòng lên, có nghĩa là gì các em này? Lực căng bề mặt sẽ có xu hướng như thế nào? Làm cho diện tích bề mặt của chúng ta co về nhỏ nhất, tức là đi gì? Đi xuống. Như vậy,
lực căng bề mặt có xu hướng là hướng xuống, và cái chiều dài của cái đường bao bao cái hình hộp chữ nhật này là chính là chu vi của hình vuông là 4a. Vậy từ phân tích vừa rồi thì chúng ta chọn đáp án là câu B nha. Một chiếc kim hình trụ bằng thép có đường kính D, chiều dài L, rồi một chiếc kim mà nổi trên mặt nước thì kim, và kim này có bôi một cái lớp mỏng dầu nhờn thì tức là sẽ không xảy ra hiện tượng dính nước nha các bạn. Và cái kim này nằm trên mặt nước thì nó sẽ có xu hướng làm cho bề mặt nước như nào, đang phẳng lặng như thế này đúng không em, thì nó sẽ bị lõm xuống, và lõm xuống thì lực căng bề mặt nó sẽ hướng lên để lấy lại được cái hình dạng, để co diện tích bề mặt của chất lỏng lại. Và đường bao là gồm cái gì? Đường bao là đường bao cái kim này, chính là chu vi của cái hình vuông D cộng L nhân 2. Như vậy lực căng bề mặt của nó là câu A. Câu số 14 và câu số 15. Rồi chúng ta cắt riêng ra ngoài để giải nha. Một màng xà phòng được căng trên một sợi dây đồng treo thẳng đứng. Đây, màng xà phòng. Và đó chúng ta có một cái sợi dây AB dài 50 mm. Phía trên này có xà phòng nha các bạn. Đấy. Vậy lúc này như thế nào này? Dưới tác dụng của trọng lực thì cái dây này có xu hướng là trượt xuống, và lực căng bề mặt xuất hiện trên bề mặt của màng xà phòng sẽ có hướng co diện tích bề mặt lại. Nhưng các bạn nhớ, đối với màng xà phòng như này nó có hai mặt nha, mặt phía trước và mặt phía sau, cho nên để cho hệ thống này cân bằng thì trọng lực phải bằng lực căng bề mặt. Trọng lực là bằng mg, à nó hỏi trọng lực luôn nha. Lực căng bề mặt là bằng 2 lần sigma nhân L này. Sở dĩ ở đây có số 2 đó là lý do là vì sao các em này? Tức là chúng ta có hai màng xà phòng, màng phía trước và màng phía sau. 0,04. Chiều dài của dây là 50 nhân 10 mũ 3 nhân 2. Chúng ta sẽ được 4 nhân 10 mũ 3. Đáp án là câu B nha các em. Câu số 15. Một cọng rơm dài 8 cm nổi trên mặt nước. Người ta nhỏ dung dịch xà phòng xuống vào một bên. À, như vậy đây là một cọng rơm. Và một bên xuất hiện là xà phòng. Một bên là nước. Thì có nghĩa rằng cọng rơm này đang nổi trên mặt nước thì sẽ xuất hiện lực căng bề mặt của xà phòng. Và lực căng bề mặt của nước. Thì chúng ta thấy rằng lực căng bề mặt của nước sẽ lớn hơn, lý do là sigma của nước này. Lớn hơn. Và hai cái lực này cùng phương ngược chiều, cho nên lực tổng hợp tác dụng lên là bằng lực căng bề mặt do nước tạo ra trừ cho lực căng bề mặt do xà phòng tạo ra, sigma của nước trừ sigma của xà phòng. Đấy. Rồi chúng ta bấm máy tính thôi nha. Tám 0,08 nhân sigma của nước là 75 nhân 10 3 trừ sigma xà phòng là 40 nhân 10 3, chúng ta sẽ được là 2,8 nhân 10 3 nha các em. Đáp án là cụ dê. Câu 16 thì câu này hoàn toàn tương tự giống câu chúng ta vừa làm. Đúng nha. Thì giờ chúng ta làm câu này rồi cho nên đây. Sigma nước trừ sigma xà phòng. Thì chúng ta sẽ được câu A nha.
Câu số 17, ống nhỏ giọt hả? Thôi chúng ta làm câu 18 trước đây nha. Một vòng nhôm mảnh nhẹ có đường kính 10 cm được treo vào lực kế nha. Mảnh nhẹ có nghĩa là đường kính trong và đường kính ngoài của nó là giống nhau nha các em. Mỏng mà. Treo vào lực kế sao cho đáy của vòng nhôm tiếp xúc tính lực kéo cần thiết để bức vòng nhôm ra khỏi là nó phải chiến thắng được trọng lực và lực căng bề mặt nha. Mà trọng lực như trường hợp này bằng không là vì nhẹ mà nha. Lực căng bề mặt là bằng sigma nhân chiều dài đường bao. Bằng 2 lần sigma. Pi d lớn, d nhỏ là 0,1. Hai nhân 72 nhân 1 - 3. Nhân 0,1 nhân pi. 0,045. Câu 18 đáp án đúng của chúng ta là câu C các em. Câu 17, 19, 20 là sử dụng cùng một hệ thức, công thức giống nhau nha. 17. Đây. Cả đều là bài toán ống nhỏ giọt nha. Thì đối bài toán ống nhỏ giọt chúng ta dùng công thức là khối lượng của một giọt nhân g bằng sigma pi d. Bốn mươi giọt có khối lượng là 1,874 thì ta lấy 1,874 chia 40 thì chúng ta sẽ ra khối lượng một giọt nha các em. Nhưng chúng ta sẽ đổi ra đơn vị là kg. G chúng ta là bằng 10. Sigma đang tìm đường kính của vòng eo là đấy. Từ đây chúng ta rút ra sigma. Một phẩy tám bảy bốn 10 - 3 chia 40 nè. Rồi. Nhân với 10 này đúng không? Nhân g là 10 này. Chia cho pi nhân 20 - 3. Là 0,0746. Như vậy câu 17 chúng ta thu được là câu A nha. Câu 18 làm rồi. Câu 19 tương tự. Câu 19 thì nó cho trọng lượng của mỗi giọt lớn là 9,72 cho 10 - 5. Bằng sigma nhân pi. D là đường kính của ống là 0,43. Rồi từ đây các em rút ra được sigma. Đáp án là của C các em bằng 72 nhân 10 - 3. Câu 20. Có 20 cm khối nước được đựng trong ống nhỏ giọt có đường kính là 0,8 mm. Như vậy chúng ta cũng dùng tương tự. Như vậy muốn tìm khối lượng của một giọt, chúng ta phải lấy khối lượng toàn bộ thì bằng khối lượng riêng nhân thể tích đúng không? Chia cho số giọt này. Đây là khối lượng của một giọt này. Rồi khối lượng riêng của chúng ta là 10 - 3 là rho các em. Đây nè.
thể tích là 20 cm khối là 20 nhân 10 trừ 3. Xin lỗi trừ 6 nha. Chia cho số giọt là n đang tìm. Nhân g chúng ta là lấy bằng 10. Sigma là 0,073. B đây là 0,8 nhân 10 trừ 3. Rồi chúng ta bấm máy tính ta để chúng ta rút ra n. 10 mũ 3 nhân 20 nhân 10 mũ trừ 6 nhân 10 chia cho 0,073 nhân b nhân 0,8 nhân 10 mũ trừ 3 1090 giọt nha các em. Đáp án là câu D nha. Bài 38 sự chuyển thể của các chất. Câu số 1, nhiệt nóng chảy riêng của một vật rắn phụ thuộc nhiệt nóng chảy riêng là ký hiệu lambda. Cái này nó phụ thuộc vào bản chất của vật rắn. Câu 1 là câu B nha các em. Câu số 2. Tính nhiệt lượng Q cần cung cấp để làm nóng chảy 500g nước đá ở 0 độ C. Q sẽ bằng lambda nhân M. Nhiệt nóng chảy riêng là 3,4 nhân 10 mũ 5 nhân khối lượng là 0,5 thì các bạn sẽ được 1,7 nhân 10 mũ 5 là 17 nhân 10 mũ 4. Đáp án đúng là câu B. Câu số 3. Tính nhiệt lượng cần cung cấp để làm nóng chảy hoàn toàn 100g nước đá ở âm 20 độ C. Như vậy ở đây thì nước đá này đang ở âm 20 độ C. Mà nước đá thì nóng chảy ở 0 độ C. Đầu tiên chúng ta cần phải có cái phần nhiệt lượng Q1 để nâng nhiệt độ. Và phần nhiệt lượng Q2 để nóng chảy. Q1 sẽ bằng MC delta T. Q2 sẽ bằng lambda nhân M. M của chúng ta là 0,1 này. Nhiệt dung riêng của nước đá. Delta T chúng ta là 0 trừ trừ 20 là thành cộng 20 nha. Và lambda là 3,4 nhân 10 mũ 5. Đấy. Chúng ta bấm máy tính cái này nha. Thì chúng ta sẽ được 3,82 nhân 10 mũ 4. Câu C nha các em. Câu 4. Sự bay hơi của chất lỏng có đặc điểm gì sau đây? Sự bay hơi nha các bạn cần phân biệt đó nha. Đó là quá trình xảy ra ở mọi nhiệt độ chứ không riêng gì nhiệt độ sôi nha. Và luôn luôn kèm theo quá trình ngưng tụ. Và khi nào à? Khi nhiệt độ tăng thì chất lỏng bay hơi càng nhanh. Tốc độ sự ngưng tụ sẽ giảm cho đến khi đạt trạng thái cân bằng động. Đáp án đúng là câu của D. Xảy ra ở mọi nhiệt độ kèm theo sự ngưng tụ. Khi nhiệt độ tăng thì chất lỏng bay hơi càng nhanh và tốc độ ngưng tụ giảm cho đến khi đạt trạng thái cân bằng. Cân bằng có nghĩa là gì các bạn? Tốc độ bay hơi sẽ bằng tốc độ ngưng tụ. Câu số 5. Tốc độ bay hơi của chất lỏng không phụ thuộc vào yếu tố nào sau đây? Tốc độ bay hơi nha các em. Như vậy nó không phụ thuộc vào gì? Thể tích của chất lỏng. Nó phụ thuộc vào diện tích mặt thoáng, nhiệt độ và tốc độ gió nha. Câu 6. Sự sôi là quá trình chuyển từ thể lỏng sang thể hơi xảy ra như thế nào? Cả bên trong và trên bề mặt của chất lỏng nha. Câu số 7 và số 8. Nhiệt lượng cần cung cấp cho miếng nhôm có khối lượng này ở 20 độ C để nó hóa lỏng. À như vậy, tương tự thì chúng ta cần phải nâng nhiệt độ nó lên, cho nên phần nhiệt lượng cung cấp là bằng Q1 cộng Q2. Q1 dùng để nâng nhiệt độ MC delta T. Q2 để làm nóng chảy. M là 0,1
C của nhôm là 896, delta T là 658 trừ nhiệt độ ban đầu là 20, lambda là nhân M. Ta sẽ được 96,16 kJ. Đáp án đúng là câu A nha các em. Câu số 8. Ở bài toán này là bài toán trao đổi nhiệt nha. Một bình nhôm có khối lượng là 0,5 kg. Chứa 0,118 kg nước ở 20 độ C, hai này ở 20 độ C. Thả vào nó một miếng sắt có khối lượng là 0,2 kg. Nung nóng đến 75 độ C. Như vậy anh này nhiệt độ cao rồi. Anh này đóng vai trò là tỏa nhiệt. Anh này đóng vai trò là thụ nhiệt. Như vậy ở đây chúng ta sẽ dùng phương trình quy tỏa bằng quy thu nha các em. Rồi đầu tiên là cái anh quy thu là hai anh thu, đó là nhôm và nước. M nhôm cộng M nước M nhôm của chúng ta là 0,5, C của nhôm là 0,92 nhân 10 mũ 3. Nó thu vào cho nên nhiệt độ nó sẽ tăng nha các bạn, T trừ 20. Tương tự M nước, C nước và tương tự cũng T trừ 20. Còn đối với anh quy tỏa là M sắt, C sắt, delta T. Khối lượng của miếng sắt là 0,2. C của miếng sắt là 0,46 nhân 10 mũ 3. Delta T là từ 75 độ nó hạ xuống còn T nha. Rồi chúng ta dùng phương trình quy thu bằng quy tỏa thì bấm máy tính thôi. Rồi các em bấm máy tính chúng ta sẽ được 25 độ C nhé. Đấy, các bạn giải phương trình này tự giải nha. Bài 39 độ ẩm của không khí. Khi nói về độ ẩm tuyệt đối là A nhỏ nha các em. Đơn vị của nó là gam trên mét khối. Cái này do cái lỗi của đề rồi. Độ ẩm tuyệt đối không khí có độ lớn bằng khối lượng tính ở gam trên 1 cm không khí. Cái này thì lưu ý các bạn là gam trên mét khối nha. Cho nên câu này nó bị lỗi đề rồi. Chúng ta có thể bỏ cái câu này đi được này. Thì chúng ta thể tạm thời chọn câu C nha. Câu số 2. Khi nhiệt độ không khí tăng, độ ẩm tuyệt đối là A nhỏ, độ ẩm tương đối là F bằng A nhỏ chia A lớn. Khi nhiệt độ không khí tăng thì các bạn lưu ý là cái lượng hơi nước có trong môi trường nó sẽ lượng nước có trong môi trường nó sẽ bốc hơi nhanh hơn. Cho nên độ ẩm tuyệt đối của chúng ta là A sẽ có xu hướng tăng. Độ ẩm cực đại cũng tăng luôn. Tuy nhiên thằng này tăng nhanh hơn nhá. Thằng A này là tăng chậm. Và kết quả nó làm cho thằng F của chúng ta như thế nào các bạn? Thằng này tăng nhanh quá mà thì làm cho F này sẽ giảm. Như vậy chúng ta chọn anh này cũng tăng nhưng mà tăng bé nữa nha. Vậy độ ẩm tuyệt đối là như thế nào? Tăng. Còn độ ẩm tương đối là giảm. Câu 2 chúng ta chọn đáp án B nha các em. Câu số 3. Độ ẩm cực đại. Câu này nó bị lỗi đề nha các bạn. Chọn câu sai nó mới đúng nha. Độ ẩm cực đại có độ lớn bằng khối lượng riêng của hơi nước bão hòa có trong không khí. Tính theo đơn vị là gam trên mét khối. Đúng rồi. Câu B, độ ẩm cực đại là độ ẩm của không khí bão hòa. Đúng rồi. Khi làm lạnh không khí đến một nhiệt độ nào đó, hơi nước trong không khí trở nên bão hòa và không khí có độ ẩm cực đại. Đúng rồi. Và câu D, khi làm nóng không khí, lượng hơi nước trong không khí tăng. Lượng hơi nước ở trong không khí tăng, đúng rồi. Và không khí có độ ẩm cực đại là sai nha.
Vậy con dê nha các bạn. Khi làm nóng không khí thì lượng hơi nước trong không khí tăng là đúng rồi, và không khí có độ ẩm cực đại là sai nha. Làm lạnh ấy, không khí mới dễ đạt được cực đại và nó động xương nha. Câu số 4. Độ ẩm tuyệt đối và độ ẩm cực đại của không khí tính bằng đơn vị nào? À, đơn vị của độ ẩm tuyệt đối, độ ẩm cực đại là đơn vị của nó là gam trên mét khối. Câu 4 là câu C nha các em. Câu số 5. Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về độ ẩm tuyệt đối? À, độ ẩm tuyệt đối là A nhỏ. Độ ẩm tuyệt đối của không khí có độ lớn bằng khối lượng tính ra gam của hơi nước có trong 1 mét khối không khí. Câu A nha các em. Ồ, rồi câu C nó cũng bị trùng rồi nha. A và C là giống nhau nha. Câu 6, điểm xương là gì? Là nhiệt độ mà tại đó hơi nước trong không khí bắt đầu đọng lại thành xương. Đặc biệt là vào ban đêm đó nha các em. Vậy vào ban ngày thì nước từ ao hồ, sông, suối nó bốc hơi lên đúng không? Và rất khó để đạt được cái giá trị cực đại. Như vậy vào ban đêm khi nhiệt độ hạ xuống thì cái độ ẩm cực đại nó sẽ giảm. Và lúc này độ ẩm tuyệt đối của chúng ta nó sẽ bằng độ ẩm cực đại và lúc này sẽ đọng lại thành xương. Câu số 7. Trong 1 mét khối không khí có chứa 20,6 gam hơi nước, đây là độ ẩm cực đại. À, xin lỗi. Độ ẩm tuyệt đối. Độ ẩm cực đại của chúng ta là 30,3. Và độ ẩm tuyệt đối thì chúng ta sẽ lấy A nhỏ chia A lớn. Chúng ta sẽ được 68% nha các em. Như vậy thầy lại sửa xong cho các em đề cương học kỳ 2 năm học 21-22. Các em kết hợp với cái đề cương giữa kỳ nha. Có trên kênh học vật lý với thầy Khiêm ấy. Các bạn coi lại đề cương giữa kỳ gộp với cái đề cương này là chúng ta thành đề cương của học kỳ 2. À, chúc các em thi tốt nha.